Mà làm hết Bình Dương xin chào bà con cô bác quý cô chú quý anh chị ha. Bây giờ là đang đi về từ ngoài cái mũi Gành Hào đi về thì bất ngờ bị sự cố giữa đường, đó chính là hết xăng ha. Thì lúc đi là mượn chiếc xe thì xe đó cũng hết xăng rồi, thì hiện tiên vô đổ xăng. Sau khi đổ xăng xong thì anh yêu anh đổi cái xe có cái xăng, lấy cái xe không cái xăng, cuối cùng bây giờ xe này hết xăng. Đó, bây giờ đợi mấy anh đi sau ha, để tới ứng cứu. Đó. Thì hôm nay là mai 10:30 đem vô đi. Em đặt cho anh cái mâm cúng 500 ngàn ha. Bông qua đồ đầy đủ đúng không? Alo. Chị ngày mai đặt cho em cái mâm cúng chai 500 ngàn nha. Có đầy đủ nước nước ngọt xì tin đi, mượn chai xì tin nha. Rồi nói chung là trái cây hoa đầy đủ nha. Đúng 10:30 đem vô nha, để em nhờ người cúng. 10:30 đúng không? Chị vô chị đưa cho anh Ngọc á. Đưa anh Ngọc, còn không thì hai chị Đồng Nai cũng được. Rồi nói là nhờ cúng giùm em nha, nhờ cúng cho chú giùm em nha. Dạ, đúng rồi. Đó. Hôm nay ngày mai luôn nha chị. Hôm nay, ủa ngày mai rồi ngày mốt luôn nha. Hai ngày liên tục luôn. Rồi. Tức là ngày mai là thứ 6 rồi thứ 7 nữa nha. Hai ngày. Một lát chị gửi số tài khoản qua em chuyển nha. Rồi đi chơi à hả? Đi cái gì? Bình Định rồi. 14 mới về. Chở mua quà cho em nha. Trời ơi, đi máy bay à, đâu có mua gì được. Rồi lát có gì em chuyển qua cho nha. Nhớ gửi số tài khoản thì em banh qua nha. Đó thì có một vị khán giả 35 học có nhờ có nhờ 15 mét là cúng cho chú mâm cơm chay 500 ngàn ha, hôm nay và ngày mai và ngày mốt. Đó thì hiện tại là 15 mét đang tại Bình Định. Đó cho nên là 15 mét sẽ nhờ là anh Ngọc hoặc là mấy chị Đồng Nai ha, để giúp cúng cho chú vào ngày mai và ngày mốt ha, mỗi ngày là 500 ngàn mâm cúng đầy đủ ha. Đó, gồm có cơm chay, nước, bông hoa và trái cây như thường ngày. Thì bây giờ Thiện Tiên sẽ gọi anh Ngọc để mai có gì để nhận cúng. Thì bây giờ trong lúc là chờ đội ứng cứu tới thì đó, chắc cũng sắp tới rồi. Bây giờ là 18:06 ha, đang đi giữa chừng thì hết xăng. Từ cái mũi Gành Hào cho đến nhà của anh yêu là khoảng 6 cây, hơn 6 cây, gần 7 cây á. Ở đây là thuộc thị xã Hòa Nhơn. Đó, đang chạy bị sự cố hết xăng. Được không bà xã? Không, để em gọi chị. Gọi anh Ngọc không được thì gọi hai chị em nói chung là ai nhận cũng được. Nói chung mình mấy chung mấy chị thì cũng đều biết cách để cúng. Đó. Bây giờ thì nói chung là mình cách cái cây xăng là khoảng 1.4-1.3 cây số nữa. 1.300 mét. Hôm nay là do là trời là chuyển mưa. Nghe chị Thảo. Chị Thảo. Mở lô lớn lên. Chị mở lô lớn lên. Sao nhớ xíu vậy? Kìa. Anh Ngọc gọi lại, gọi anh Ngọc cũng được. Vậy thôi để em gọi.
không biết là chắc là có lẽ là anh mình ngừng lại em nói chuyện cái ngừng lại đi em nói chuyện cái ngày mai em đặt cái mâm cúng 500.000 rồi, ngày mai anh có anh với mấy chị cúng cho chú giúp giùm em nha. Đúng rồi, cúng cơm, em đặt cơm rồi, ngày mai mồi vừa rử người ta đem lại, khỏi cần trả tiền hết nha. Hai ngày lận thì ngày mai anh cứ nói là khán giả ấn danh cúng cho chú là được rồi. Ngày mai với ngày mốt luôn nha, là em đặt rồi, là đúng mồi vừa rử là người ta giao lại, là anh sắp lên rồi cúng nước bông trái cây rồi đầy đủ nha. Có gái đâu phải không? Cái gì? Thằng gì cũng cơm của thằng gì mình đặt đúng không? Đúng rồi, cũng anh hay đem vô đó. Cơm chai á, mời vừa rử nha, soạn bàn đồ ra rồi cúng cho chú, rồi mấy anh em cúng xong rồi thắp hương xin chú xuống rồi hạnh động nha. Rồi vậy thôi nha. Cái đội ơn cứu của mình lâu quá ta. Rồi. Đó. Chắc anh em nói thiệt là cũng nhiều khi lo lắng cho chú mà có gì thì cũng đó thôi. Thì nói chung là khán giả thì hôm nay thì thường thì mấy anh em có ở mộ thì mình cũng hay cúng cho chú. Không 15 ếch thì anh Duy Minh, không Duy Minh thì anh yêu cũng cúng cho chú ha. Hôm nay thì mấy anh em đi công tác thiện nguyện ở miền Trung, cho nên nó là đa số là đi hết rồi, cho nên là cũng không ai cúng chú đó, cho nên gửi cho anh Ngọc với là mấy chị ekip ha ở lại để gửi để cúng cho chú. Thì bây giờ là trời cũng bắt đầu mưa nhiễu hột qua này bà xã, có khi nằm mắc mưa luôn không? Ở đây anh không mấy khách sạn nào đâu luôn á, thì tìm chút cũng ra thôi. Đó, hồi nãy 15 mét có gửi định vị cho anh Minh rồi. Anh ra anh ưng cứu. Không biết là anh mua xăng ha, là anh sẽ đẩy mình đi ha. Đó, thì đang ngồi chờ. Do là mình đi, mình mượn xe ha. Mượn xe. Đó, hôm nay là trời do là dông mưa, có mưa ha, trời chuyển mây không được đẹp, cho nên đó là mình không có cắm trại ban đêm. Chứ theo cái lịch trình là cắm trại ngoài bãi biển rất là đẹp luôn. Ơi, cái gì đây? Em một chai xăng. Tặng chai xăng. Trời ơi, thiệt chứ. Mở xăng đó bà xã, anh tặng cho món quà nè. Can này nhiêu lít anh? Không biết mua nhiêu lít mà 30 á. 30.000, tặng đó. Cái này tặng sao đây? Nhưng mà chị kia trả rồi. Thôi nhớ chùa lớn biết cặn ở dưới nha, không biết có sao không à. Thường mình góp ở nhà chùa lớn biết cặn ở dưới. Gì vậy, có phải chìa khóa đâu không? Hên quá. Có xăng đúng không? Rồi. Vì chúc cho anh được rồi, vì shop chứ. Có xăng nha. Trời đậu. Mà cũng hên nhờ đi trước á. Giờ đi trước á, đây để anh đổi cho. Đây, ừ, giỏi chứ à. Tài luôn, mua đi. Em mua đi. Đúng không? Mua đi. Trời ơi, em đã sợ cái tình trạng này, em mới đổ một cái rồi. Chèo anh yêu là đổi xe luôn. Ý trời đã định. Rồi. Tôi nói rồi, đi đâu là về, đi sao về vậy, thấy không? Anh mới kinh vậy lắm, đi sao về vậy? Thôi giờ em chạy mình đi, anh đi chung nhau. Giờ mình mệt thì mình đi. Giờ muốn đi ai? Thôi đi với em. Đi với vợ cho lành. Rồi, anh biết được về không? Thôi vậy luôn hả? Rồi thôi, đến đây mình làm hết, xin phép là khép lại video này ha. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.